Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong giáo trình guitar cấp tốc. Bài hôm nay sẽ là bài 84 trong giáo trình guitar cấp tốc. Bài hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm một bản nhạc nữa để các bạn áp dụng điểm hát cho quen với cái kiểu đàn ba lá xưa và quạt điệp khúc cho nó quen với những bản nhạc mà ba lá xưa mà vào điệp khúc ha. Thì các đàn ba lá xưa thì mình chia sẻ các bạn ở bài 79, rồi quạt cho rộng điệp khúc thì mình chia sẻ bài 82. Vừa rồi thì mình cũng có bài căn nhà màu tím để các bạn áp dụng ha, và trước đó cũng có một vài bài để các bạn áp dụng trên điệu ba lá xưa rồi đó. Rồi hôm nay thì sẽ thêm một bài áp dụng nữa, vừa đàn kiểu ba lá xưa và vừa quạt điệp khúc luôn để các bạn áp dụng nha. Rồi thì đầu tiên vừa rồi mình cũng đào hát mẫu của tham khảo, không biết có chính bản quyền hay không ha. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình á thì chắc chắn chính bản quyền rồi. Thì nếu chính bản quyền thì mình sẽ để clip riêng cho các bạn, chứ mình không thể nào để chung được cho các bạn tham khảo cho mình. Thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Hạnh Tha La guitar cấp tốc rồi gõ vậy nó sẽ ra ha. Các bạn tham khảo, các bạn hình dung để chút xíu mình chia sẻ thì các bạn sẽ dễ tập vậy đó ha. Rồi đầu tiên thì sẽ vào intro bài này ha, cách đàn điệu ba lá xưa và nói chung là và cách quạt điệp khúc ba lá xưa thì mình không nhắc lại các bạn nữa nha, mình đã chia sẻ rồi ở bài 79 và bài 82 đó nha. Rồi bài này thì khá là nhiều intro nhưng mà mình thấy một intro rất là ngắn thì mình chia sẻ cho các bạn dễ tập ha, và cũng trên tâm la thứ bao đầu tiên cho các bạn. Thì các bạn theo giáo trình này thì các bạn mới tập không, và trước mắt là tâm la thứ trước đi đã ha, rồi sau đó mình mới đi qua những cái tông khác. Rồi intro rất là ngắn thôi, các bạn ghi intro. Mi son la, bấm la thứ chát chát, hai cái chát ha. Rồi đàn tiếp đô đô rê rê mi, bấm mi bảy chát chát. Rồi đàn tiếp mi si mi đô la, về la thứ đàn một nhịp ba lá xưa chát 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 chát, bum bum, rồi bắt đầu ngưng vào bài đây tha la. Rồi các bạn thấy intro rất là ngắn thôi ha, và rất là dễ thôi. Sau lưng dãy nốt mình ghi dãy số, dựa vào đó các bạn biết những nốt đó đàn dây nào, bấm chỗ nào ha, và chèn vào ra sao. Bây giờ bỏ hết dãy số đi là các bạn sẽ đàn thế này. Các bạn cứ tập từ từ được, dựa vào dãy số lúc nãy mình chia sẻ, các bạn cứ tập từ từ được ha. Được rồi, các bạn sẽ đàn thế này nè. Thank you.
đang dậy được rồi nữa thì cứ mới tăng tốc lên nha. Rồi tóm lại cứ theo kiểu ba lá xưa mà các bạn chèn vào, thì những gì về ba lá xưa thì mình không chia sẻ các bạn nha, cho hai cái chat đó đang như thế nào thì mình ở những bài trước mình nói các bạn rồi, đang nhấp nhẹ ha, còn ba cái chat thì đang cái chat cuối đang mạnh gì đó mình đã chia sẻ ở những bài trước rồi nha. Rồi được rồi, các bạn sẽ tăng tốc lên chút xíu và đang theo kiểu ba lá xưa ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở intro lại các bạn một lần nữa và vào bỏ cái đoạn đầu tiên cho các bạn luôn nha. Rồi các bạn tham khảo lại, các bạn vẫn có thể đàn theo mình luôn ha cho nó quen. Đây tha la đây xóm đào tiêu điều, đây đồn quanh hằn thù dân ai oán, đây mênh mông tha la buồn quanh quê, kia rừng cây trái ngọt khách một dạo về thăm thắm, hồn ngây ngắn và buồn xưa lay lắng để hoa máu rừng sầu. Nguyên đồng một các bạn niệm vậy ha, các bạn vừa tham khảo là lời và hợp âm trên màn hình nha. Cứ như thế các bạn niệm thôi, cứ điều tai ba lá xưa mà các bạn đang hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó thôi nha, không có gì phức tạp cả, chỉ là cuối đoạn các bạn mới lót thôi nha. Cuối đoạn thì các bạn nhìn hoa máu rừng sầu và là thứ chát 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 mi đi đô si la dặm là thứ cái ngừng hai đoạn hai câu lốt cũng rất quen thuộc với các bạn, với những nốt đơn giản mà các bạn thường đàn đó ha. Mi đi đô si la 4240535250 đó là những nốt đó ha. Chát 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 mi re đô si la la. Rồi mình hát đoạn hai vậy thôi nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn lại cái đoạn một ha, các bạn tham khảo lại và có thể đàn lại theo với mình nguyên intro luôn đi để các bạn dễ hình dung ha. Intro và vào đoạn một, hết đoạn một thì lót xong giọng la thứ ngưng rồi bắt đầu hát đoạn 2 vậy đó ha. Rồi bây giờ các bạn cứ tham khảo những cái nốt mình ghi và lời bài hát cũng như hợp âm trên màn hình, mình không đọc hợp âm nha. Các bạn cứ điều tai ba lá xưa mà các bạn đàn, hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó nha. Rồi intro. Rồi hát đoạn 1. Đây tha la đây xóm đào rừng cây trái ngọt khách một dạo về thăm sớm, hồn ngây ngắt và buồn xưa lay lắng để hoa máu rừng sầu. Đây tha la đây xóm đào hoang tàn, mây trường quanh màu tan khói lửa. Nó hết đoạn một thì mình lót mình dậm rồi mình hát đoạn hai vậy đó ha. Rồi có như phần intro và đoạn 1 là xong ha, rồi các bạn cứ ráp vào các bạn đàn. Rồi bây giờ qua đoạn thứ hai cho các bạn. Rồi bây giờ các bạn cứ nhìn hợp âm và lời bài hát của đoạn 2 trên màn hình. Thật ra đoạn 2 thì nó cũng như đoạn 1 vậy thôi, nó hát các lời thôi ha. Rồi bây giờ các bạn điểm hát với mình cái đoạn 2 cho quen nha. Rồi đoạn 2 nè. Đây tha la đây xóm đào hoang tàn, mây trời vây quanh màu tan khói lửa, bao năm qua tha la còn chờ đó, đón người đi giết thù đã hẹn thề từ giao ấy, lòng viếng khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng hanh vàng. Rồi nguyên đoạn hai vậy, giống như biết y một thôi. Hết đoạn hai các bạn cũng lót chát 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 mi re đô si la. Hồi nãy hát đoạn 1 cũng lót câu đó xong dậm la hướng cái ngưng hát đoạn 2. Bây giờ hát đoạn 2 cũng lót câu đó chát 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 mi re đô si la nhưng mà không dậm, mà dù lót xong mình quạt trả của cái ba lá xưa lên liền ha. Mi re đô si la. Rồi cách quạt trả thì như mình nói các bạn ở bài số 82 nha. Quạt vào điệp khúc thì mình cho cao trào hơn, mình sẽ quạt nha. Không đàn ở nhà đoạn 1, đoạn 2 mình đàn ba lá xưa bình thường, tới điệp khúc thì cho cao trào hơn, mình quạt lên là bởi bài 82 đó nha. Rồi thì tóm lại vừa hết đoạn 2 lót mi re đô si la rồi quạt lên và bắt đầu hát điệp khúc vậy đó ha. Rồi bây giờ các bạn tham khảo lại cái lời và âm của đoạn 2. Mình sẽ hát lại
nguyên đoạn 2 và chuyển qua điệp khúc cho các bạn để các bạn tham khảo nha. Rồi các bạn cứ nhìn lời vào âm trên màn hình nha. Các bạn cũng có thể đàn theo mình. Đây ta là đây xóm đào hoang tàn, mây trời vây quanh màu tan khói lửa. Bao năm qua ta là còn chờ đó, đón người đi giết thu đã hẹn kể từ giao ấy. Lòng biển khách bồi hồi như thương tiếc, rồi hết điệp khúc thì ráp chát chát đô si la dặm la thử cái ngừng rồi bắt đầu hát đoạn cuối vậy đó ha. Rồi nguyên điệp khúc là như vậy, tóm lại đoạn hai của điệp khúc là như vậy nha các bạn. Cái tập nãy giờ thì là được intro đoạn 1, đoạn 2, rồi bây giờ bắt đầu qua điệp khúc cho các bạn nha. Rồi các bạn cứ nhìn lời và hợp âm của điệp khúc trên màn hình để mình nhắc lại các bạn. Cuối điệp khúc sớm đào chát hân thù ráp chát chát đô si la đó. Rồi dặm la tới cái ngưng hát đoạn cuối, mà đoạn cuối thì các bạn áp dụng y chang đoạn 2, đoạn 2 thế nào đoạn cuối y chang vậy, có cái hát khác lời thôi nha. Đó. Nãy là các bạn lót là chát 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 mi re đô si la, còn này điệp khúc các bạn đang quạt cao trào thì các bạn sẽ chèn chát 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 đô si la la, rồi ngưng hát đoạn cuối. Vậy đó nha. Rồi bây giờ ví dụ lại các bạn. Cái điệp khúc hết điệp khúc qua đoạn cuối, rồi các bạn cứ nhìn lời và hợp âm của điệp khúc trên màn hình nha. Hết điệp khúc các bạn nhớ lót như vậy nha. Thì giờ một nhịp của cái quạt chả đó. Ra 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 chát 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 bùm bùm, còn ở đây mình lót thì ra 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 chát chát thôi, lúc mình nghĩ đó thì mình chèn ba nốt vào đô si la chứ không có chát bùm ha, không có chát bùm bùm mà là đô si la, rồi dậm la thứ cái đó ngừng. Hoặc các bạn có thể đàn một nhịp của cái quạt giả đó ngưng hát đoạn cuối cũng được ha, lót ba nốt đô si la cũng được, hoặc là quạt một nhịp rồi ngưng hát cũng được luôn ha, áp dụng thế nào thì các bạn thôi nha. Rồi bây giờ ví dụ là các bạn nè, nguyên điệp khúc rồi quạt đoạn cuối nha, điệp khúc các bạn cứ quạt đều tay nha. Tha la ơi, sâm đào ơi, còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa, đành khép kín khoác vào bộ chinh y, lòng hân cầm một chiều xưa lứa dày, nghe nào nồng chua, tha la sầu quăng biên, sâm đào chắc hẳn. Bắt đầu hát đoạn cuối vậy đó ha. Đâu tha la đâu sớm đào biên lành, qua đoạn cuối mình trở lại kiểu ballad xưa. Điệp khúc thì quạt ballad xưa, còn qua đoạn cuối đoạn 1, đoạn 2 và đoạn cuối đàn kiểu đàn bình thường ballad xưa ha. Rồi tức là hát điệp khúc qua đoạn cuối, hát điệp khúc ra 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 chắc chắc đô gì là rồi ngưng hát đoạn cuối nè. Rồi bây giờ các bạn cứ nhìn lời và hợp âm màn hình tại đoạn cuối, các bạn hát theo mình cái phần đoạn cuối nha. Rồi ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối, điệp khúc lại cứ như vậy nha, các bạn quạt đều tay hợp âm ra đâu các bạn chỉ đó. Còn cách đàn như thế nào thì mình nói là các bạn đã chia sẻ ở các bạn ở bài số 82 rồi nha. Bùm ra 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 chát 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 bùm bùm ra 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 chát 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 bùm bùm ha. Các bạn xem bài 82 và sẽ biết mình có phân phách cho các bạn luôn nhịp phách gì các thứ ha, và cách đàn có từng hợp âm như thế nào, cách chuyển âm như thế nào ở bài 82 các bạn xem lại cho mình nha. Rồi mình được khúc là cái như thế các bạn áp dụng nha. Rồi bây giờ hết điệp khúc qua điệp còn đoạn cuối nè. Nghe nào nồng chưa tha la sầu quăng biên, sớm đào chắc hận thù, đâu tha la đâu sớm đào yên lành, nay còn đâu một rừng xanh xuôi mát, tha la ơi khi nào giặc tan hết và ngày vui trở lại, khách sẽ hẹn về thăm sớm, buồn lấy lắng và buồn xưa chắc ngắn, thằng kia đến bao giờ. Đó, nguyên đồng cuối và đồng hai thế nào đồng cuối chàng vậy ha. Thằng kia đến bao giờ về là thứ chắc 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 đi để đâu gì là, giống như lót y như cái đồng hai thôi ha. Chắc 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 đi để đâu gì là. Rồi lót xong các bạn sẽ hát lặp lại.
buồn lấy lắc và buồn xưa chắc ngất hành kia. Rồi tới đây đàn hết nhịp rồi bắt đầu rải mi bảy cái rồi hát tiếp đến bao giờ ngay giờ mình bấm la thứ lại mình bung cái quạt cái dây nào cũng được, súng dây nào cũng được, tức là bấm la thứ được hoặc là đàn bắt la giờ. Rồi sau đó chát 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 ba cái chát, chèn ba cái chát rồi cut out, tức là trước khi cut out sẽ chèn ba cái chát cut out y chang intro không khác gì hết. Mi son la đô đô re re mi si mi đô la y chang intro ha. Nhưng mà trước khi cái đàn cái intro đó, tức là bạn cut out đó, thì các bạn chèn ba cái chát hành kia đến bao giờ. Rồi chát 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 kết ao y chang vậy, mà các bạn cứ lưu ý cho mình là trước khi kết ao chèn ba cái chát bao giờ hết bài rồi bung một cái rồi chát 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 rồi đàn intro intro thế nào là y chang vậy là các bạn kết ao đó. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo nha, ví dụ hát hết đoạn cuối rồi hát lặp lại từ ngay chỗ buồn lấy lắc và buồn xưa chắn ngất hành kia tới đây kéo ra ha, hát chậm kéo ra và ngưng luôn rải mi bảy đến bao giờ mới đàn lên lại bấm la thứ đàn lên lại giờ rồi chát 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 rồi intro. Là các bạn kết ao đó, y chang intro vậy ha. Rồi ví dụ các bạn tham khảo lại nè. Ví dụ hát hết bài ha. Hát hết đoạn cuối á, còn như hết bài rồi hát lặp lại ha. Và ngày vui trở lại khách xe hẹn về thăm sớm. Buồn lấy lắc và buồn xưa chắc ngắn. Đến bao giờ hát lặp lại buồn lấy lắm và buồn xưa chắc ngắn hằng kia đến bao giờ. Kỳ đơn giản cũng như intro cũng đơn giản cực kỳ. Nói chung thì cái bài này cũng rất là nhiều intro, nhưng mà có những intro rất là dài, các bạn cũng không cần phải tập làm gì cho mất thời gian. Không có intro thì không được, nên có intro là được rồi. Nhưng nên cái nào dễ nhất, lẹ nhất các bạn tập ha. Cho nên mình chia sẻ các bạn intro này rất là ngắn. Rồi các bạn vào bài liền để các bạn tập cho lẹ vậy nha. Là coi như hôm nay là mình chia sẻ tiếp cho các bạn thêm một bản nhạc nữa là bản nhạc Thằng Thà La. Thì thường bài này các bạn có món, tức là khi lúc mà các bạn chưa tập cái điệu ba lát xưa này, chưa đàn cái điệu ba lát xưa này, hoặc các bạn chưa biết đến cái điệu ba lát xưa này, thì thường những bản nhạc này người ta có thể áp dụng điệu bolero đó. Nhưng mà khi các bạn áp dụng tập cái điệu biết được cái điệu ba lát xưa này, thì các bạn cứ lấy những cái bản nhạc mà nào giờ các bạn đàn bolero đó, các bạn áp dụng ba lát xưa này vẫn vào được hết ha. Và đôi lúc sẽ có một số bài ba lát xưa sẽ hợp hơn cả bolero nữa đó. Thường là bolero, nhưng mà khi các bạn đàn ba lát xưa thì nó sẽ hợp hơn nhiều nữa, nghe nó hay hơn nhiều nữa đó. Thì mình đã nói các bạn ở những bài trước rồi đó nha, là những cái bản nhạc mà các bạn có thể áp dụng điệu ba lát xưa này dạng vậy, mình có nói trước hết rồi đó. Rồi thì coi như hôm nay chia sẻ xong các bạn thêm bài này nha, thì các bạn cứ tập từ từ đi nha, có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong bài 85. Rồi.